chương trình 24 giờ chuyển động. Trong phần đầu của 24 giờ chuyển động hôm nay, tại Nghệ An, bắt đối tượng đưa đồng hương sang Lào bán cho ông chủ Trung Quốc. Tiểu mục nóng trên mặt báo và góc nhìn về chủ diệt một phó chủ tịch xã ở Nghệ An dọa bắn dân. Đây là hành chi có tính côn đồ cần phải bị xử lý. Thưởng thức âm nhạc ngoài trời tại nhà hát lớn Hà Nội hơn 500 người lập kỷ lục thế giới về tắm nước đá ở Australia. Chào mừng quý vị đến với 24 giờ chuyển động của Đài Phát Thanh Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu là cụm tin nóng với những thông tin về tình hình an ninh trật tự xảy ra trong 24 giờ qua. Tin nóng Thưa quý vị, đồng biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết vừa bắt giữ một tài xế xe đầu kéo đang tăng trữ trái phép chất cấm qua khu vực biên giới. Trước đó, tại cửa khẩu quốc tế Cha Lò thuộc xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, lực lượng biên phòng đã kiểm tra xe đầu kéo nhập cảnh từ Lào về Việt Nam do Nguyễn Thành Trung, 44 tuổi điều khiển. Qua kiểm tra trên cabin xe, phát hiện có một ống nhựa trong suốt, quấn băng dính màu đen. Bên trong ống nhựa có 6 viên nén hình tròn màu hồng. Qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Thành Trung khai nhận số tan vật trên là chất cấm dạng hồng phiến, được đối tượng mua từ bên Lào với mục đích sử dụng. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Bảo Tính, sinh năm 1994 về tội mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi. Được biết Lê Bảo Tính đã rủ 10 đồng hương cùng quê tại Nghệ An sang Lào tham gia trường dây lừa đảo qua mạng. Theo cáo trạng Đầu tháng 7 năm 2022, tính cùng một người bạn Sang Lào tham gia làm nhiệm vụ lừa đảo trên mạng xã hội cho một công ty cho người Trung Quốc làm chủ. Quá trình làm việc, tính biết nếu đưa được người Việt Nam sang Lào làm việc thì được ông chủ Trung Quốc trả 35 triệu đồng một người, nên liên lạc về quê, thuyết phục nhiều người để dụ dỗ các nạn nhân tính đưa thông tin là sang Lào làm việc trên mạng, lương 17 triệu đồng một tháng từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 năm 2022, có 10 nạn nhân tin theo lời chủ chỗ của tính, đồng ý sang Lào làm việc. Khi sang Lào, nhóm lao động này bị ông chủ Trung Quốc ép ký hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ lừa đảo. Khi về Việt Nam, các nạn nhân đã có đơn tố cáo hành vi của tính đến cơ quan cảnh sát điều tra. Ngày 28 tháng 3 năm 2023, Lê Bảo Tính bị bắt giữ. Cơ quan chức năng làm rõ, Tính đã nhận lời ông chủ Trung Quốc 175 triệu đồng để làm chi phí đưa người sang Lào. Sau hai lần đưa người xuất cảnh, Lê Bảo Tính được hưởng 89 triệu đồng, bao gồm chi phí còn thừa và tiền tính chẳng một phần tiền lương của các nạn nhân. Trong số 10 nạn nhân, có người thời điểm bị bán sang Lào mới hơn 15 tuổi. Cơ quan chức năng kết luận hành vi của Lê Bảo Tính phạm vào tội mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi xem xét toàn diện vụ án, hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên phạt Lê Bảo Tính bản án 24 năm tù. Thưa quý vị, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã tiếp nhận 414 khẩu súng săn, đào kiếm và công cụ hỗ trợ các loại từ Công an các huyện thị xã thành phố bàn giao từ các chiến dịch tuyên truyền vận động nhân dân thu hồi vũ khí, vật liệu đổ, công cụ hỗ trợ và pháo từ tháng 1 năm 2024 đến nay trong thời gian qua lực lượng công an cơ sở trên toàn tỉnh lào cai đã nỗ lực tuyên truyền đến nhân dân kết hợp tặng quà cho các cá nhân tự giác giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ theo số liệu tổng hợp, từ năm 2023 đến ngày 10 tháng 3 năm 2024, Công an các đơn vị địa phương đã vận động thu hồi tổng số hơn 4.640 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. các cứ theo quy định, ngày 12 tháng 3, Công an các huyện thị xã thành phố đã bàn giao số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho Phòng hậu cần Công an tỉnh Lào Cai tiếp nhận xử lý. Ngày 13 tháng 3, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm 4 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi chi, chi phạm quy định về khai thác bảo trì rừng cho lâm sản. Danh tính các đối tượng bị bắt giữ được xác định gồm Mai Đức Rôn, sinh năm 1990, Mai Đức Anh Tuấn, sinh năm 1999, Lê Trang Được sinh năm 1992 và Ngô Trịnh Hưng sinh năm 2007. Theo cơ quan công an, trước đó vào ngày 26 tháng 11 năm 2023, bốn đối tượng trên bàn bạc thống nhất vào khu vực tiểu khu 162 thuộc xã Dương Hòa, tỉnh Thừa Thiên Huế để cưa trộm cây về bán kiếm tiền tiêu xài. Sau khi bàn bạc, các đối tượng tiến hành cưa hạ các cây keo đang còn sống, sau đó cắt thành từng lóng dài 2 mét. Đến ngày 4 tháng 12 năm 2023, nhóm đối tượng này dùng cây chẩn chuyển số cổ trên ra cất giấu tại đập Sơn Thọ, xã Hương Thọ để đưa đi tiêu thụ, thì bị lực lượng chức năng tuần tra phát hiện. Trong thời gian kể trên, nhóm 4 đối tượng đã cùng nhau cưa tổng cộng 30 cây keo tràm. Tình trạng các cây vẫn còn tươi, phát triển bình thường, tuổi đời khoảng 20 năm. Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh khai thác, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình hiện công an thị xã Hương Thủy đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Tiểu mục nóng trên mặt báo. Tiểu mục nóng trên mặt báo hôm nay xin chia sẻ góc nhìn đáng suy ngẫm của tác giả Hoàng Văn Minh nhìn từ sự việc một phó chủ tịch xã dọa bắn người dân. Có thích tôi bắn không? Đó là lời đe dọa của ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, trong bối cảnh, ông cùng một số cán bộ đến kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại hàng thịt của bà Trần Thị Bé Hoàng, trú tại khối 2, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, tiểu thương bán thịt bò tại chợ sáng của xã Kỳ Sơn mà người dân quay được clip và gửi đến báo chí. Trong quá trình đoàn làm việc, có một số người dân đến mua thịt, ông Hùng yêu cầu họ đi chỗ khác để đoàn làm việc, nhưng bà Hoàng vẫn bán thịt cho người dân. Trong tình huống đó, ông Hùng đã yêu cầu người dân rời đi với thái độ gay gắt cùng với lời đe dọa. Sau khi nhận lời đe dọa "có thích tôi bắn không", bà Hoàng cho biết đã trả lời bằng một lá đơn tố cáo ông Nguyễn Văn Hùng, phó chủ tịch ủy ban dân xã Kỳ Sơn và ông Nguyễn Văn Nam, trưởng ban quản lý chợ sáng vì có hành vi chèn ép, có thái độ hách dịch gây khó khăn cho bà trong việc kinh doanh buôn bán, gửi đến cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An. Có thể công dân Trần Thị Bé Hoàng đã không đúng khi không chấp hành yêu cầu của ông Phó Chủ tịch xã và đoàn công tác trong quá trình kiểm tra về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, dù công dân có không đúng đến đâu, thì ông Nguyễn Trăng Hùng cũng phải theo luật, theo lẽ thường mà làm việc, mà ứng xử cho chuẩn mực. Có văn hóa, chứ không thể ngang nhiên buông lời đe dọa. Có thích tôi bắn không? Vâng, đó rõ ràng là một lời nói và hành vi trái pháp luật có tính côn đồ không nên có và khó để dung thứ đối với một cán bộ đại diện cho bộ mặt của chính quyền ở cấp độ cơ sở có lẽ trong một phút nóng giận ông phó chủ tịch xã ngỡ rằng mình đang trong chốn giang hồ để đối chuyện với một thành phần bất hảo nào đó chứ không phải là cán bộ đang nói chuyện trao đổi công việc với dân chăng đáng nói là trước khi xảy ra vụ phó chủ tịch xã kỳ sơn của huyện tân kỳ dọa bắn dân ở nghệ an cũng vừa có một vụ gây bức xúc dư luận khác là chủ tịch xã diễn yên của huyện diễn châu đã không bằng không cớ cho rằng một người dân trên địa bàn bị chạm mạch thần kinh vì đã lên tiếng tố giác bảo vệ một trường mầm non có hành vi dâm ô con cái bà dù là ngẫu nhiên hay vì lý do gì khác, thì liên tiếp những vụ việc liên quan đến phát ngôn ứng xử của cán bộ xã như thế này cho thấy chất lượng của một bộ phận cán bộ cơ sở ở Nghệ An đang rất có vấn đề. Và điều này cần sớm được các cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An vào cuộc để đánh giá, soát xét một cách nghiêm túc nhằm có biện pháp xử lý kịp thời. Bởi trong mắt người dân, chính quyền tốt hay là chưa tốt, một phần chính là chất lượng giải quyết công việc, là đạo đức, lối sống, là thái độ, lời nói, hành xử của chính những cán bộ cơ sở mà họ tiếp xúc hàng ngày, chứ không phải ai khác ở trên huyện, trên tỉnh, trên trung ương. Tiểu mục Đông Tây chuyển động. Kính thưa quý vị, tháng 3 về khi hoa đào hoa mận đã tàn phai, núi rừng Tây Bắc lại gặp trong sắc trắng mốt của hoa bang. Hiện tại đang là thời điểm hoa bung đỡ rực rỡ nhất. Hoa ban là biểu tượng kiêu hãnh của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên nói riêng và Tây Bắc nói chung, hoa biểu trưng cho sự thuần khiết trong sáng của người phụ nữ, cũng là biểu tượng cho cuộc sống hạnh phúc, tình yêu. Trên khắp núi đồi, bản làng hay những cung đường Tây Bắc, hoa ban đã bung nở trắng muốt. Hoa ban mang vẻ đẹp thuần khiết với sắc trắng muốt tinh khôi và lẫn nét phớt hồng. Trong tâm thức của người dân Tây Bắc, hoa bàng không chỉ là một loài hoa đẹp, đây còn là biểu tượng bất diệt cho tình yêu son sắc thủy chung của những chàng trai cô gái nơi rẻo cao, gắn liền với câu chuyện về nàng bang và chàng khâm. Vẻ đẹp của hoa bàng khiến cho bất kỳ ai khi đến với mảnh đất Điện Biên thời điểm này không khỏi ngất ngây. Cũng bởi vậy, nhiều bạn trẻ với những bộ trang phục đặc trưng của người dân tộc Thái như áo cớm, Khang Biêu đã không bỏ lỡ cơ hội để có thể lưu giữ những khoảnh khắc của thanh xuân với hoa ban trong khoảng thời gian hoa buông đỡ đẹp nhất. Chị Hoàng Thị Châm, ngụ thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, chia sẻ tôi là một người con được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất điện biên và mặc dù rằng hình ảnh hoa ban quen thuộc nhưng mà đối với tôi thì hoa ban vẫn luôn có một vẻ đẹp rất là thiêng liêng nó gắn liền với điện biên và gắn với những kỷ niệm của tôi và cũng đặc biệt là tôi thấy năm nay thì hoa ban lại lở đúng dịp lễ hội hoa ban và đó cũng là cái thuận lợi để du khách ở khắp nơi đến chiêm ngưỡng hoa ban cũng như là tham dự lễ hội. Chị Cà Thị Xuân, ngụ huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên nói: Là một người con của Điện Biên thì em thấy hoa ban nở trắng rừng rất là đẹp, có một vẻ đẹp tinh khôi của người con gái Thái Điện Biên và mỗi dịp mà tháng 3 đến thì em đều muốn chụp những ảnh để lưu lại kỷ niệm của mình đối với hoa ban. Hoa ban là loài hoa đặc trưng của tỉnh Điện Biên, Hoa bắt đầu bung nở từ khoảng trung tuần tháng 2 đến hết tháng 3 dương lịch hàng năm. Tại Điện Biên, hoa ban phân bổ nhiều nhất là tại các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Trà, Tổ Chùa và thành phố Điện Biên Phủ. Sắc hoa ban tươi thắm như tô điểm thêm cho vẻ đẹp của Điện Biên vào xuân. Vào trung tuần tháng 3 hàng năm, Điện Biên tổ chức lễ hội hoa ban để tôn vinh vẻ đẹp của loài hoa đặc trưng này. Đặc biệt năm nay, Điện Biên đăng cai năm du lịch quốc gia và cũng là kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Bởi vậy, đây sẽ là điểm nhấn quan trọng trong thu hút khách du lịch đến với Điện Biên. Tiếp theo, mời quý vị cùng đến Hà Nội để tìm hiểu về loại hình âm nhạc ngoài trời tại nhà hát lớn Hà Nội. Đến đây, quý vị sẽ chở oa với không gian ngoài trời nhà hát lớn biến thành không gian nghệ thuật lãng mạn kết hợp ánh sáng và âm nhạc. Đây là sản phẩm văn hóa du lịch mới mẻ, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch đêm của Hà Nội. Và đây cũng là nội dung nằm trong kế hoạch phát triển công nghiệp văn hóa mà nhà hát lớn Hà Nội triển khai. Với diện tích rộng hơn 3.000 m2, nhà hát lớn Hà Nội đã đầu tư làm mới diện mạo khuôn viên trường âm nhạc với giá vé từ 69 đến 99.000 đồng một vé, bao gồm được tặng một đồ uống. Du khách còn được thưởng thức âm nhạc và chiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo của nhà hát về đêm. Thời gian tới, nhà hát lớn Hà Nội sẽ phối hợp với các công ty du lịch khai tác tour thưởng thức âm nhạc và khám phá nhà hát lớn Hà Nội. Ông Tạ Ngọc Hải, ngụ thành phố Hà Nội, chia sẻ. Âm nhạc tạo chúng ta những sự liên kết gắn bó. Đầu tiên là những người trong thành phố, các tỉnh về và những người khách quốc tế đến đây đều được hưởng cái không gian văn hóa âm nhạc rất tuyệt vời mà chúng ta cần phải phát triển nhiều hơn nữa. Ông Chu Anh Hùng, Phó Giám đốc Nhà hát lớn Hà Nội cho biết: Sắp tới thì chúng tôi cũng có thể là định hướng là uh, triển khai một số các cái uh, du khách, uh, các bạn đến đến với Hà Nội thì sẽ tham quan nhà hát, sau đó để xuống thưởng thức uh, âm nhạc. Sự kết hợp giữa ánh sáng và âm nhạc mang đến không gian nghệ thuật độc đáo, không chỉ là một địa chỉ hấp dẫn cho khán giả yêu nhạc mà không gian này còn tạo điều kiện cho các bạn trẻ đam mê âm nhạc thể hiện và cống hiến. Bạn Lê Thanh Tùng, thành viên nhóm nhạc Max Bowes Band nói: à, cùng giao lưu cùng thể hiện cái đam mê của mình và mình gặp được uh, những cái người có chung sở thích với mình và uh, khi đó và mình có sự uh, giao lưu và mình học uh, hỏi lẫn nhau. Bạn Hoa Thủy Tiên cũng là một thành viên của nhóm nhạc Max Bowes Band thì cho hay. Ừ bọn em sẽ được cháy hết mình với đam mê của bản thân và rất là mong là được gửi gắm những món quà âm nhạc rất là tuyệt vời dành tặng cho tất cả mọi người đến đây tham quan và du lịch ở Hà Nội cũng như là đến đây tham quan nhà hát lớn không chỉ thu hút khách trong nước, tour tham quan kiến trúc nhà hát lớn kết hợp thưởng thức âm nhạc ngay trong khuôn viên, thành trường nghệ thuật hấp dẫn nhất tại thủ đô Hà Nội kỳ vọng sẽ là điểm đến văn hóa du lịch mang đậm dấu ấn Hà Nội về đêm. Sự kết hợp giữa ánh sáng, âm nhạc và không gian hòa mình vào thiên nhiên tạo nên bức tranh huyền bí và quyến rũ, đưa khán giả vào một thế giới âm nhạc đầy xúc cảm. Tiếp theo, mời quý vị đến với một nơi được mệnh danh là tuyệt tình cốc mơ màng xứ Huế. Vâng, đó là Đầm Lập An, nằm cạnh quốc lộ 1A, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là đầm nước lợ lớn nhất Huế, với diện tích lên đến 800 hectare vì cách khá xa trung tâm thành phố nên khung cảnh nơi đây vẫn còn nguyên vẻ hoang sơ và đầy bí ẩn thôi thúc người ta phải tò mò khám phá với cảnh quan đẹp đến nỗi đôi khi khiến du khách đứng hình đầm lập an được ví von là tuyệt tình cốc mộng mơ của xứ huế và đương nhiên không chỉ hấp dẫn giới trẻ ở huế đâu nơi đây còn là điểm đến yêu thích của khách du lịch trong nước và quốc tế đầm lập an khoác lên mình vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ nhưng không kém phần thơ mộng du khách đến đây không cẩn thận sẽ bị hớp hồn bởi những tuyệt cảnh thiên nhiên lúc nắng rọi sương tan bản lãng trên bạc hồ vào sáng sớm trước mặt là làn nước phẳng lặng trong lành xa xa là núi bạch mã xanh rì phía sau là những con đường nhỏ gửng mặt lên trời là mây lững lờ trôi cảnh vật nơi đây thực sự mang đến cho du khách những cảm giác bình yên thú vị Hầu hết người dân sinh sống ở khu vực đầm Lập An đều mưu sinh bằng nghề nuôi trồng và đánh bắt hải sản. Đến đây, du khách còn được thưởng thức những món hải sản tươi ngon của bà con ngư dân nơi đây. Điểm đến tiếp theo là Lào Cai, thưa quý vị. Thôn Choảng Thèn ở xã Y Tý, huyện Ba Sát luôn ẩn khuất trong biển mây đây là một thôn làng cổ hơn 300 năm của đồng bào người Hà Chì, nổi bật với kiến trúc nhà trình tường, công viên choãn thèn, ruộng bậc thang quốc gia thề bả. Mời quý vị cùng tìm hiểu về ngôi làng cổ tích nằm trong biển mây. Choãn thèn là một trong những thôn cổ của xã Y Tý, được hình thành cách đây 300 năm. Thôn có diện tích tự nhiên 236 hecta, nằm cách trung tâm xã 2 km, cách biên giới Việt Trung 6 km, cách thành phố Lào Cai 100 km. Thôn hiện nay có 62 hộ gia đình với hơn 300 nhân khẩu, trong đó 100% là người Hà Nhì Đen. Họ sinh sống trong những ngôi nhà trình tường có kiến trúc hình chuông hoặc hình chữ nhật, tường bằng đất pha sỏi. Trước kia, mái nhà thường được lập bằng cỏ chanh rơm rạ, này được thay thế bằng phi xi măng, tôn. Những năm trở lại đây, một số hộ dân đã sửa sang lại để mở homestay nhà trình tường đón du khách. Du khách bước chân ra là chạm đến mây, hòa mình trong biển mây bất tận như thần tiên phiêu du cõi thiên thai. Nằm ở cuối con đường xuyên qua bản là công viên choảng thèn được đánh giá là công viên đẹp nhất vùng Tây Bắc. Đây là điểm check-in có 102 từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau, du khách có thể dễ dàng săn mây. Tháng 5 đến tháng 6, ngắm ruộng bậc thang chờ mùa nước đổ. Cầu chiền lung linh soi bóng nước. Đến tháng 8, tháng 9, ngắm ruộng thang quốc gia thề bả, mênh mông vô tận trong biển lối vàng. Kể từ khi du lịch cộng đồng phát triển, đời sống của bà con ngày càng được nâng cao ngoài thu nhập từ việc kinh doanh homestay mọi người còn làm dịch vụ dẫn khách du lịch đi tham quan bán các sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi cho du khách Phần tin quốc tế gây chú ý, một công ty chăm sóc sức khỏe ở Australia mới đây đã lập nên kỷ lục thế giới mới ở hàng một số người cùng tắm nước đá trên một bãi biển đông nhất từ trước đến nay. Sự quyết tâm và tinh thần tập thể của những người tham gia sự kiện đã trở thành nguồn cảm hứng, thắp lên hy vọng cho những người đang rơi vào tình trạng lo âu và trầm cảm. Công ty One Life like It đã lắp đặt 45 hồ bơi bơm hơi trên bãi biển Leighton ở thành phố Fremantle, bang Tây Australia. Mỗi hồ bơi được đổ đầy nước và nước đá với nhiệt độ trung bình là 6 độ C. Để đủ điều kiện lập kỷ lục thế giới, những người tham gia được yêu cầu ngâm mình trong hồ nước đá có nhiệt độ thấp hơn 15 độ C ngập cao đến cổ trong ít nhất 3 phút. Trong số 537 người tham gia, có 509 người đã đáp ứng được đầy đủ các điều kiện do Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness đặt ra. Đại diện tổ chức này đã trao giấy chứng nhận lập kỷ lục cho ban tổ chức sự kiện. Mục đích chính của sự kiện này là gây quỹ cho tổ chức từ thiện Bayon Blue, hỗ trợ những người bị lo âu, trầm cảm và có ý định tự tử, đồng thời nâng cao nhận thức về lợi ích của việc hít thở sâu và tiếp xúc với nhiệt độ lạnh đối với những người gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Đông đảo người dân Brazil mới đây đã tập trung tại thị trấn Mecre de Deus, thuộc bang Bahia để hòa mình cho bầu không khí rộn ràng của lễ hội Bloco da Latina, sự kiện thường niên này nổi tiếng với cuộc diễu hành với những chủ công không chuyên trọng trang phục kết đầy các hộp lon, vừa tạo âm thanh chui tai, vừa truyền đi thông điệp bảo vệ môi trường. Dù cười đã diễu hành vòng quanh một hòn đảo thuộc thị trấn Margaritadios, gần vịnh Base of Einstein, nổi tiếng ở phía đông bắc Brazil. Ai nấy đều khoác trên cười bộ trang phục làm mắt, gọi là biro, được làm từ vỏ lon bia hoặc lon nước ngọt. Các hộp lon này được thu thập trong nhiều tháng và xử lý kỹ lưỡng trước khi phân loại theo màu sắc để kết lên quần áo bằng dây nylon. Lễ hội Bloco de Platina được khởi xướng vào năm 1997 sau khi một nhóm bạn ở Margaritas bắt đầu thu thập những hộp lon đã qua sử dụng và kết vào quần áo của họ để diễu hành xuất phát từ lo gại về biển hộp lon mà các lễ hội hóa trang đường phố thường để lại tại đây. Ban tổ chức lễ hội thường thu mua hộp lon và các phế liệu có thể tái chế từ những người thu gom phế liệu địa phương nhằm giúp họ kiếm sống. Mỗi bộ trang phục dạng này có giá khoảng 220 rêu, tương đương 1 triệu đồng Việt Nam. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, Công an truy tìm người phụ nữ trộm 16 thùng bia ở hai đại lý tại Long An. Tiểu mục chuyện ngày mới, nghề độc lạ của người miền Tây, mỗi ngày chạy 10 đến 20 km để kéo dây thần. Tiểu mục Cà phê không đường mục Cà phê không đường sẽ tiếp tục chương trình với một vấn đề đáng chú ý xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, vài tuần trở lại đây, kênh Nhiêu Lọc Thị Nghè, tuyến kênh nội đô thành phố Hồ Chí Minh chảy qua địa bàn nhiều quận trung tâm, rơi vào tình trạng ngập sát và lục bình, gây ô nhiễm và mất mỹ quan đô thị. Nguyên do vụ việc này là vì hợp đồng thu gom rác trên kênh đã hết hạn, đang chờ tái ký nguy cơ tái ô nhiễm trên toàn tuyến kênh được ví như giải lụa xanh giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh đang chực chờ. Theo ghi nhận của chúng tôi, vào ngày 11 tháng 3, đoạn kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè dài hơn 30 mét từ cầu số 2 đến cầu số 1 chảy qua phường 4, quận Tân Bình ngập rác lục bình. Thùng xốp túi đi lông, tấm niệm mút, ly nhựa, xác động vật nổi lên bền trên mặt nước, bốc mùi hôi thối người dân trong khu vực cho biết tình trạng này đã diễn ra hơn một tháng nay. Thời điểm hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh đang vào cao điểm nắng nóng, dòng kênh ô nhiễm càng ảnh hưởng tới người dân, người đi đường. Chị Phan Lệ Huyền, ngụ tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nói: Em thấy rác nó trôi về nhiều, rồi buổi chiều thì có nó bốc mùi hôi lên. Trước thì nó không có có bèo và không có rác dồn như vậy. Thấy nó sạch sẽ hơn. Nhưng mà mấy từ Tết hôm giờ thấy hả, rác nó về nhiều hơn. Theo tìm hiểu của phóng viên, nguyên nhân kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè bị rác bủa dây là do hợp đồng gói thầu thu gom dẫn chuyển rác trên tuyến kênh giữa Trung tâm Quản lý Trường Thủy thuộc Sở Giao thông Dẫn tải Thành phố Hồ Chí Minh và đơn vị thu gom là Công ty Môi trường Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã hết từ ngày 31 tháng 12 năm 2023. Nhưng đến nay vẫn chưa tái ký hợp đồng mới nên đơn vị thu gom buộc phải tạm ngưng hoạt động do không có nguồn kinh phí. Theo thống kê của công ty môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh, để đảm bảo vệ sinh môi trường cho tuyến kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè thì trung bình một ngày đơn vị phải trục vớt hơn 10 tấn rác tại kênh này, trong khi hợp đồng thu gom đã hết hạn từ ngày 31 tháng 12. Điều này đồng nghĩa với việc trong hơn 2 tháng vừa qua, hàng trăm tấn rác thải ô nhiễm đã bị chôn chùi dưới lòng kênh và dần biến con kênh trở thành kênh chết như trước khi cải tạo. Trước nguy cơ tuyến kênh được dí như giải lụa xanh giữa lòng thành phố tái ô nhiễm diện rộng, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo khẩn yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp cùng đơn vị thu gom rác tiếp tục duy trì lực lượng phương tiện dọn rác trên kênh Du Lộc Thị Nghè. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh thủ tục duyệt đơn giá đấu thầu để công tác thu gom xử lý rác thải ô nhiễm trên toàn bộ tuyến kênh Du Lộc Thị Nghè nhanh chóng ổn định trở lại. Tin nóng. Liên tục chương trình là phần tin nóng và quý vị tiếp tục theo dõi. Kính thưa quý vị, ngày 13 tháng 3, Công an huyện Thành Hóa, tỉnh Long An cho biết đang trích xuất camera điều tra hai vụ trộm bia tại hai đại lý bán nước giải khát trên địa bàn. Trước đó, ngày 12 tháng 3, một người phụ nữ đội nón đeo khẩu trang lái xe máy đến đầu gần đại lý bán nước giải khát của chị TD ở huyện Thành Hóa, tỉnh Long An. Khi thấy chủ nhà đi ra phía sau bếp, người này liền chạy vào đại lý nhiều lần, ôm liên tiếp chín thùng bia chất lên xe, chạy sau quốc lộ 62 bỏ trốn. Trước đó, trưa ngày 11 tháng 3, người phụ nữ trên cũng đứng canh tại đại lý bia của ông Thanh Hùng, 41 tuổi, ở xã Thủy Tây, huyện Thành Hóa. Phát hiện không thấy ai, người phụ nữ này liền vào ôm liên tục 7 thùng bia lên xe máy tẩu thoát. Sau vụ việc, chủ hai đại lý trên đã đến công an địa phương trình báo vụ việc. Công an huyện Thành Hóa xác định hai vụ việc cùng do một người gây ra vì nhân vật cùng mặc một bộ đồ, trùng biển số xe và loại xe. Được biết, ngày 10 tháng 3 trên địa bàn thành phố Tân An, tỉnh Long An cũng xảy ra vụ người đàn ông lợi dụng đêm khuya, cắt khóa, đột nhập tiệm tạp hóa, trộm 7 thùng bia và bịch khô bò. Người này đã bị công an vào cuộc bắt giữ. Kính thưa quý vị, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Quang Tuyến, sinh 1982, về tội cố ý gây thương tích. Theo cáo trạng, bị cáo Trần Quang Tuyến là phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù chung thân tại trại giam Huy Khiêm thuộc huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, thuộc Cục C10 Bộ Công an về tội giết người và cướp tài sản. Trước đó, ngày 27 tháng 8 năm 2023, trong lúc sinh hoạt trong buồng giam tại phân trại số 2, trại giam Huy Khiêm, Trần Quang Tuyến đã dùng mền trong buồng giam tạo thành võng để nằm xem TV. Lúc này, Lê Thanh Hoàng, sinh năm 2001, là phạm nhân chấp hành án phạt tù vì vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Thời điểm trên, Hoàng cũng đang ngồi xem TV và không đồng ý cho phạm nhân Tuyến sử dụng mền làm võng vì ảnh hưởng đến tầm nhìn nên hai bên có lợi qua tiếng lại xúc phạm nhau. Bị cáo Tuyến đã dùng chân phải đá trúng vùng hàm dưới bên trái của Lê Thanh Hoàng, gây thương tích với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 11%. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Quang Tuyến 3 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt chung tại bản án hình sự phúc thẩm của tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mà bị cáo đang chấp hành là tù trung thân ngày 13 tháng 3, công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên cầu dược amata, phường long bình thành phố biên hòa khiến hai người tử vong tại chỗ. nạn nhân tử vong là ông ct 46 tuổi và bà tt 40 tuổi cùng quê tỉnh kiên giang. thông tin ban đầu, xe tải biển kiểm soát 60h04277 lưu thông trên quốc lộ 1 hướng thành phố hồ chí minh đi đồng nai khi đang di chuyển lên cầu vượt Amata thì bất ngờ va chạm với xe máy biển kiểm soát 68G150520 lưu thông cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến hai người trên xe máy té xuống đường tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy biến dạng hư hỏng nặng, dù va chạm khiến giao thông ùn tắc kéo dài hàng km. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phân luận giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Tiểu mục chuyện ngày mới. Tiểu mục chuyện ngày mới hôm nay sẽ đưa quý vị đến với xã Mỹ Hội Đông, huyện chợ mới, tỉnh An Giang để khám phá một nghề vô cùng đặc biệt. Đó là nghề chạy dây keo hay còn gọi là nghề đánh dây thừng, được xem là một nghề độc lạ của người miền Tây. Bởi không phải vận động viên, nhưng những người làm nghề này mỗi ngày phải vừa đi vừa chạy bộ hơn 10 km để xe sợi dây thừng. Chẳng ai rõ nghề này có tự bao giờ chỉ biết rằng đây là nghề cha truyền con nối của người miền Tây. Có những gia đình có đến 2-3 thế hệ gắn bó với nghề. Những người thợ lành nghề tại đây cho biết, nghề chạy dây keo làm quanh năm đắt hàng nhất là dịp Tết. Đây cũng là nghề giúp cho nhiều lao động nhàn rỗi, từ người già, trẻ em, phụ nữ đều làm được để có thêm thu nhập. Để làm ra một sợi dây thừng thành phẩm, phải trải qua 4 công đoạn và chạy 3 lượt, mỗi lượt gần 200 mét. Trung bình mỗi ngày, mỗi lao động phải chạy từ 10 đến 20 km hơn cả vận động viên. Ông Hồ Văn Hoàng, một người thợ làm nghề lâu năm, cho biết. Kéo dụ mình đi có xa vậy đó, có 4 ký thì chạy xa 4 đồng ký gì đó cũng nhẹ. còn cái là mức rất là nó dính chỉ đó, như mưa này hoặc là gió, gió chiều nó quặn là nó chỉ nó nhập lại, nó dính, dính à, kéo không được, mất vỡ thì nó hơi lâu. thứ hai nó chỉ thì nó không phải nó xuông, nó mối lắm. Chi xuông thì chạy mau, một tiếng là ống, còn dây gối có thể hai tiếng, cũng được ống. Quá trình dây keo gồm nhiều công đoạn khá vất vả. Các sưởng lớn phụ trách nấu nhựa và xe thành sợi ni lông, sau đó cụ sợi ni lông thành từng ống. Người làm nhận các ống sợi về, xe thành dây to nhỏ tùy theo kích thước được đặt hàng. Đầu tiên, người ta sẽ buộc các sợi ni lông vào một cái cào, sau đó chạy để kéo căng dài hàng trăm mét. Cài một cái giá, để sẵn, gọi là ngựa. Các sợi mảnh rời rạc, sau đó được xe tròn và búi lại với nhau thành những dây lớn. Ông Hoàng cho biết thêm. Nó lao lưng lắm, mà nó đế luôn tới luôn, dính vậy tới luôn tối ngày nó dò, một ngày chạy đi khoảng từ 10 cái số. cái số đó là thì đi gỡ đi nọ cũng có 10 cây đó, trên 10 cây nữa. Nó có chịu nó không có nặng nhưng mà nó nó lao lưng nó mệt. Nhà nào này phải cũng người mình thích trì trí, phải quan tâm đậu nó làm nó được chứ không phải như là cái nghề khác mình mặn mệt mình nghĩ đi chỗ khác. Này phải gì chứ đó là gối hầu gối cũng phải mặn. Về công đoạn chạy găng dây, một người sẽ đảm nhận việc chia và quấn dây, người còn lại nhận nhiệm vụ chạy và xe dây. Vậy nên không chỉ đòi hỏi sức bền và kỹ năng của người chạy, mà còn đòi hỏi có sự phối hợp dịp nhàng nhã dây từ từ. Nếu nhanh sẽ rối, còn chậm thì người kéo sẽ rất nặng. Ông Hồ Hoài Nhân cũng là một người có nhiều năm gắn bó với nghề cho hay. Dưới găng này dưới dây lông đồ đa số là làm nhiều dưới găng lắm. Đa số giống người già, người trẻ đồ cũng ai cũng làm được chân, người thấy cũng dễ. Một ngày sẽ vô bình quân cũng được nếu bây trời nắng thì làm cũng 400 được, còn mưa mưa thì 300 300 ngoài. Đi ngang qua làng nghề, những đoạn dây keo được dăng dài hơn trăm mét. Những người làm nghề kéo những sợi dây keo di chuyển như con thoi trên khung dệt tạo nên khung cảnh vô cùng dộn dịp. Trung bình, ở xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, có hơn 500 lao động làm nghề dây keo với mức thu nhập trung bình từ 300 đến 400 ngàn đồng mỗi ngày. Dù có vất vả khoảng chạy và đi bộ, nhưng nghề xe dây truyền thống này mang đến cho người dân nguồn thu nhập ổn định. Có thể thấy công việc chạy dây keo, nhìn có vẻ đơn giản nhưng rất tốn sức. Người thợ phải thức từ 4 giờ sáng, đốt đèn, làm đến khoảng 3 giờ chiều. Đặc biệt là phải liên tục chạy nhiều giờ liền, nên sức khỏe thật dẻo dài. Dưới cái nắng oi ả, những khuôn mặt lam lũ vẫn miệt mài với công việc dù là đàn ông, phụ nữ hay người già, khi gắn bó lâu năm với nghề này, đôi bàn tay đều chai sần nhưng luôn nhanh thoang thoát, một vẻ đẹp của sự lao động chân chính đáng trân trọng có đúng không thưa quý vị? Dạ thưa quý vị, câu chuyện thú vị này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Một lần nữa, Như Thảo và Phú Khánh xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.